Ê mày. Ê. Ê tụi bay. Con nhỏ nhìn ngon quá ha. Tụi mình qua đó coi sao. Em. Tụi anh đang cần thuốc. Em có tiền không? Hỗ trợ cho anh một ít. Tụi anh thiếu tiền, còn thiếu cả hơi ấm nữa. Làm gì vậy? Trả đây. Buông ra. Lại. Lại. Trả ra. Buông ra. Trả ra. Buông ra mà. Mày hả? Mấy đứa kia dừng lại. Đang vui làm đứt dây đàn. Khôn hồn á. Biến đi. Tôi cảnh cáo mấy cậu một lần nữa. Tốt nhất á, biến đi. Nếu không thì đừng có trách. Rượu mời thì không uống, mà muốn uống rồi phạt. Tụi bay lên. Lão già, ông đợi đâu? Cô ơi, cô. Tai họa của người khác đôi khi là hạnh phúc của mình. Đúng là thiên đường. Có tiền mà tội gì mà phải sống khổ sở. Bác sĩ, cô bé sao rồi? Dạ chú cứ yên tâm, tình trạng của bé không có gì nguy hiểm hết. Bé ngất xỉu là do bị kiệt sức và đói thôi. Chú cứ yên tâm và đừng lo lắng quá. Còn bây giờ chú hãy đi làm thủ tục nhập viện cho bé đi. Có nhiều tiền không bác sĩ? Tôi không có mang tiền theo. Chỉ cần người nhà vô đăng ký thôi. Còn tiền đóng viện phí á, thì khi xuất viện người nhà đi đóng sau cũng được. Nhưng mà tôi không phải là người nhà của con bé. Ủa vậy ông là ai? Tôi là người đi đường, thấy con bé bị vậy nên đưa vô đây thôi. Vậy là không được rồi. Còn bây giờ hay là gì? Để tôi vô thăm con bé sau, hỏi thăm người nhà nó đâu, rồi tôi gọi người nhà nó tới. Vậy nha bác sĩ. Nè, ta là người đưa con vô đây. Ta không có làm gì đâu, con đừng có sợ. Ông muốn gì? Ta muốn hỏi con là nhà con ở đâu, rồi có người thân nào để liên lạc hay không. Tại vì bệnh viện nó muốn như vậy. Tôi chẳng còn nơi nào là nhà. Người thân của tôi chết hết rồi. Nè, con cố nhớ lại xem coi còn có người thân nào để liên lạc hay không. Thank you.
được rồi. Con nằm nghỉ ở đây đi, ta đi rồi quay lại liền. Mong con nhỏ chết tiệt đó, gặp tai nạn ngoài đường, ba nó cho rồi. Alo, Hào Vũ nè. Mai mày ghi cho tao 1960 nha. Ừ. Ừ. Hả? Ừ. Ba chị tao vừa mất. Mày ghi luôn năm sinh. Yên tâm, anh mày giàu rồi. Mai tao sẽ mời các chú thoải mái một bữa. Cửa gì ta? Không lẽ mày trai dân phòng? Tôi tới đây là vì cô bé này. Thằng cha này là ai mà có chứng minh con nhỏ tâm thần đó ta? Có phải cô bé nó ở đây không? Phải, nhưng nó bị tâm thần, bỏ nhà đi lâu rồi. Bây giờ căn nhà là của tôi. Con bé nó bị tai nạn ngoài đường, tôi đưa vô bệnh viện rồi. Mà xin lỗi, anh là cái gì của con bé? Tôi là cậu nó. Ông cứu nó chi vậy? Nó từ bỏ họ hàng nhà tôi rồi, bây giờ nó không liên quan tới nhà này nữa. Nè, không có gì nữa thì đi về đi, tôi ngủ sớm mai đi họp nữa. Nếu cậu có họ hàng với con bé thì theo tôi vô bệnh viện để gặp nó, hoặc là tôi nhờ mấy anh công an phường này xác nhận vậy. Thôi được rồi, dẫn đường đi. Gì nữa? Của cô bé đó. Nhiều chuyện quá. Tôi sao ra nông nỗi này? Tội nghiệp, ở chung với bà chị tôi
không có cha, mà còn mắc thêm cái bệnh tâm lý bất ổn nữa. Khi bà chị tôi mất rồi, bệnh nó trầm trọng thêm, rồi tự nhiên nó bỏ nhà đi bất tâm luôn à. Linh hồn chị gái ta không về được. Nếu mày còn ở đây, đi, mau lên. Cậu ơi, đi. Cậu ơi, đi. Cậu ơi, đi, đi. Mày nè, thấy chưa, thấy mắt đó chưa? Có lúc nào bình thường đâu. Ra ngay, ra đi, đi ra đi, mọi người ra hết đi. Mấy ông thấy đó, con bé suốt ngày khùng khùng điên điên như vậy, sao tôi chịu nổi? Nhà có hai chị em à? Không xứng đáng nói chuyện với tôi đâu. Sao lại đối xử với tôi như vậy? Hãy